học rồi em có biết không? Em ngu lắm Xuân à. Đâu đâu cái gì vậy? Tại sao anh nói với tôi là cái này uống được? Thì cái này là uống được, còn bữa anh uống siro mà. Còn bây giờ em uống đúng là thuốc trừ sâu đó chứ. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tại vì vì Út của em đánh anh thì em phải trả cái giá đó thôi. Trời ơi, đau quá. Trời ơi, anh lên rồi đâu mẹ. Anh lên rồi. Mau. Mau. Chào cô. Sao? Cô nhớ tôi không? Anh là... Tôi là người cho cô mượn điện thoại. Rồi cô đánh tôi bất tỉnh trước quán này nè. Tôi nhớ anh rồi. Cái vết thương của anh á, đỡ chưa? Ừ, cũng đỡ rồi. Xin lỗi anh nha, tôi không có cố ý. Mà Út tôi trả lại điện thoại cho tôi rồi. Mà bữa giờ á, tôi bận quá, với lại tôi vui quá, tôi quên trả điện thoại lại cho anh. Nhưng mà lúc nào tôi cũng mang trong túi này nè. Nhưng mà anh cũng kỳ. Sao? Ví dụ như anh biết tôi giữ điện thoại của anh thì anh gọi điện thoại cho tôi. Anh nói là cô ơi, cô trả điện thoại cho tôi là tôi mang tới tôi trả cho anh. Anh không gọi gì hết, sao tôi biết được đâu tôi trả cho anh, đúng không? Thật ra là tôi có gọi, nhưng mà báo là thuê bao không liên lạc được. Xin lỗi anh, tôi quên sạc pin. Tôi trả điện thoại lại cho anh nè. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn cô. Thật ra thì tôi cũng không nghĩ là mình có duyên với nhau tới như vậy. Anh nói vậy làm tôi ngại quá à. Thật sự là tại vì mấy bữa nay tôi cũng bận thiệt. Công việc của tôi nhiều lắm. Tôi phải lu bu chạy đầu này đầu kia, mua đủ đồ để tôi sắp tới là tôi đóng quảng cáo á anh. Tôi bận lắm. Ủa? Dạ. Vậy ra cô đóng quảng cáo? Ừ. Ủa? Cô là người mẫu quảng cáo hay là diễn viên? Xin được tự giới thiệu với anh, tôi làm cả hai lĩnh vực. Hay quá ha. Nhưng mà tôi chưa hỏi tên cô tên gì? Tôi tên Xuân. Xuân hả? Ừ. Ôi mà chắc anh không biết tôi đâu, tôi mới vô nghề. Xin lỗi cô nha, tại vì thật ra tôi cũng lo công việc, không có quan tâm tới showbiz cho lắm. Ừ. Hôm nay tôi hẹn gặp đạo diễn đây nè, nên tôi đang chờ đạo diễn tới để chút nữa tôi với ổng quay quảng cáo. Ủa, cô nói là bữa nay cô quay quảng cáo tại đây hả? Ừ. Sao ngộ vậy ta? Sao nhân viên không báo cho tôi biết? Ủa, công việc của tôi mắc gì phải báo cho anh biết? Thì nếu là quay quảng cáo quán này thì tôi phải biết chứ. Ủa, tại sao tự nhiên quay quảng cáo ở đây thì anh phải biết? Anh làm giống như anh là chủ ở đây vậy, chỉ có chủ ở đây thì nhân viên mới gọi thôi. Anh nghĩ là ai vậy? Anh nghĩ là chủ hả? Ừ, tôi là chủ quán này. Tôi tên Vũ, Vũ Coffee, là quán cà phê của tôi. Wow. Thật sự là hồi nãy giờ là tôi cứ giỡn đó. Nhìn anh là tôi biết anh là chủ rồi, mặc áo vest nè, đó, mặc đồ rất là sang trọng thì rất là giống chủ. Xin chào anh. Rất là vui được biết anh. Anh Vũ Coffee. Dạ. Rất vui được biết Xuân. Em gọi nước chưa? Dạ em gọi rồi. Cảm ơn anh. Okay. Chào người đẹp. Dạ chào anh đạo diễn. Em tới sớm hơn. Đợi chờ anh là niềm vui của em. Ủa còn em này? Anh quen quen. À, tôi nhớ rồi. Hôm trước anh bị đánh ở quán của tôi rồi đúng không? Thôi. Cái đó quá khứ rồi. Thôi bỏ đi, đừng nhắc. Đau lòng lắm, đừng bỏ đi. Ủa anh? Ừ. Giờ em chuẩn bị xong hết rồi. Ừ. Anh tới rồi. Tới rồi. Vậy đoàn phim chừng nào tới? Đoàn phim gì? Đoàn phim là mình quay quảng cáo. Thường em thấy mấy đoàn phim là có mấy cái xe chở máy móc nè, máy quay, chở ánh sáng, rồi chở phục trang, chở tùm lum đồ đó. Cái đó phim nó quay điện ảnh, còn mình quay quảng cáo mà đoàn phim gì đây cưng. Ủa vậy là anh đừng nói anh quay cho em nha. Ủa anh quay cũng được vậy, nhưng mà đoàn của anh là có quay phim đàng hoàng, nó chuẩn bị nó tới giờ kìa, nó tới ngoài kia rồi kìa đó. Ủa, có ông vậy thôi hả anh? Thì quay có mình em thì ông thôi chứ em muốn mấy ông. Rồi không có ánh sáng luôn. Mấy cái máy dởm nữa mà cần ánh sáng. Còn mình quay ánh sáng thực tế là hay nhất. Em hiểu không? Dạ. Đoàn này ngộ quá. Rồi chuẩn bị nghe cưng.
Máy chạy. Diễn. Em chuẩn bị xong rồi anh. Thì em diễn đi, ta đang quay nè. Thì đổi máy đi anh. Chứ máy này máy điện thoại mà nãy anh nói là máy quay hiện đại gì đó. Thì hiện đại nè cưng. Mình quay ánh sáng chân thật nó hay hơn cưng. Vậy ha anh. Ừ, chứ đâu phải là máy quay phim tầm thường kia, không có đâu. Quay máy này nè. Rồi, khách hàng muốn vậy hả anh? Khách hàng muốn vậy hả? Khách hàng ta muốn vậy mà. Rồi, khách hàng luôn mặn mòi quá ha. Ừ. Bây giờ anh quay nha. Bây giờ chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Diễn. Thuốc trừ sâu idol được thực hiện theo công nghệ tiên tiến của thế kỷ 21. Thuốc trừ sâu idol có khả năng tiêu diệt 99,9% tất cả các loại sâu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, thuốc trừ sâu idol còn có khả năng có thể uống được. Nếu như quý vị có lỡ uống nhầm thì quý vị đừng lo. Ở trong đây có chứa rất là nhiều dưỡng chất sẽ giúp cho quý vị có được những cái dưỡng chất ở trong cơ thể mà không hề tổn hại bất kỳ một vấn đề gì về sức khỏe. Hả? Uống. Quay cảnh uống nha. Quay lại cứ. Em nói câu chót đi rồi em uống luôn. Rồi. Quý vị đừng lo, bởi vì nếu như có uống thuốc trừ sâu idol thì cũng không làm tổn hại bất kỳ một vấn đề gì cho sức khỏe. Ngược lại, thuốc trừ sâu idol còn có vị rất là thơm và ngon. Uống đi cưng, uống đi cưng. Lấy cận vô, lấy cận vô. Lấy cận vô, lấy cận vô. Rồi ra lại. Trời, thuốc gì mà đắng vậy? Thì trước nó đắng nhưng mà cái hậu nó ngọt lắm. Nó đắng vậy thôi chứ cái hậu nó ngọt nha quý vị. Thuốc trừ sâu idol khi mà quý vị uống vào thì sẽ không bị bất kỳ. Cái sao rồi Phương? Hả? Đau á. Có sao không em? Hả? Đau lắm rồi. Em đã bị anh đầu độc rồi, em có biết không? Em ngu lắm Xuân à. Đầu độc cái gì vậy? Tại sao anh nói với tôi là cái này uống được? Thì cái này là uống được, còn bữa anh uống siro mà. Còn bây giờ em uống đúng là thuốc trừ sâu đó chứ. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tại vì dì Út của em đánh anh thì em phải trả cái giá đó thôi. Trời ơi, đau quá. Trời ơi, anh lên rồi đâu bé. Anh lên rồi. Mau. Anh đau đau tôi. Tỉnh dậy. Trời ơi, ông hậu giết người. Ông nào hung thủ giết người? Trời ơi. Gì? Vậy ông giết người hả? Không có giết người ông. Xuân, em tỉnh chưa? Tỉnh đi. Ủa? Ở đây là tiệm hoa nhà mình hả? Em đúng rồi, tiệm hoa nhà mình nè. Em Quý nè chị, chị nhận ra không? Quý. Quý đúng rồi. Vậy nhận ra rồi. Còn nhận anh ra nè, anh là đạo diễn. Taxi nè. Đó, đúng rồi. Ảnh á. Không, ảnh là đạo diễn. Em nhận ra anh chưa? Lúc chị xỉu là anh đưa chị về đó. Đó. Ủa, vậy nằm mơ hả? Còn em nằm mơ em thấy gì vậy? Mà em nói là hung thủ giết người. Khủng khiếp. Trời ơi, thấy gì mà giấc mơ khủng khiếp. Mơ thấy cái gì? Anh giết em. Trời ơi, em rảnh quá ha. Trời ơi, khủng khiếp lắm anh. Trời ơi, anh giết em rồi. Xong rồi anh đầu độc em bằng cái thuốc trừ sâu của anh đó. Trời ơi, em lãng nhách nè. Đầu độc thuốc trừ sâu cho sau em chết đặng anh ở tù á. Nhưng mà cũng tại anh, em uống vô rồi em mới ngất xỉu, rồi em mới nằm mơ thấy bậy bạ chứ. Rồi giờ em bị đau bụng là do thuốc trừ sâu của anh đó. Thôi. Em đang quay em bị đau bụng em xỉu tại trường quay mà em nói gì hả? Trời ơi. Nhưng mà đau bụng là do thuốc trừ sâu của anh. Do hình như em nhịn đói hay sao á. Em bị xỉu đó, chứ không phải thuốc trừ sâu đâu. Ủa nói vậy là chỉ nhịn đói hả? Ừ. Đó, cũng cho chừa ha. Nghe đóng quảng cáo nghe hàm có lo nhịn đói, chắc lo nhịn đói giữ eo nè. Hả? Chắc là lo nhịn đói giữ eo đi đóng quảng cáo nè. Em nói chị nghe nha, bữa nay hên là ông có Úc Hương ở đây ha. Úc Hương mà biết là Úc Hương hả, cạo đầu khô luôn đó. Đừng có bếp xếp nha. Chép gì? Chị lo cho sức khỏe cái gì hết à? Không, tại vì chị nghĩ là sắp tới mình quay quảng cáo em. Xong rồi mình phải còn có cái body đẹp hot em. Xong rồi chị nhìn đói để chị đẹp mà ai ngồi chị đi luôn em. Hên là cũng giật lại kịp rồi. Rồi đủ thừa, tôi lưa hết trơn. Thôi, nhưng mà anh ơi, bây giờ tự nhiên đang quay cái quảng cáo đó rồi em ngất xỉu như vậy á, là bây giờ mình có phải quay lại không? Ủa em nghĩ sao không quay lại?
em xỉu thì phải quay lại chứ sao. Anh đâu vậy? Em gặp anh em mừng quá. Em báo cho anh nghe một cái tin vui. Tin vui động trời. Tin gì? Cái clip em đăng lên triệu view anh ơi. Thiệt không? Đâu nữa coi đi coi. Mày coi đi. Em coi đi coi. Trời anh ơi. Trời ơi. 3 triệu view anh ơi. Trời ơi. Cho mượn vô Facebook coi cho nha. Ôi anh ơi, đó. Facebook em phổ lồ quá trời anh ơi. Ôi em hot rồi, em nổi tiếng rồi anh Việt Chi ơi. Đã muốn nói là em nổi tiếng là phải nổi tiếng thôi. Em cảm ơn anh Việt Chi. Yeah. Trời ơi, nổi tiếng dễ dữ rồi sao ta. Và em đã yêu anh yêu rất lâu lần. Nhìn một ngày đẹp trời.